Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, một quan chức ngoại giao Ukraine cho biết Kiev đặt mục tiêu tổ chức hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của Nga, song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với Moscow. Trong khi đó, Moscow tuyên bố việc đạt được hòa bình ở Ukraine sẽ là bất khả thi nếu Kiev mất đi tính trung lập bằng cách gia nhập liên minh quân sự như tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vasin Bobna, nước này muốn tổ chức một hội nghị vào cuối năm nay với mục tiêu là đạt được hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, việc trao đổi với Nga sẽ không được tiến hành trực tiếp mà thông qua các bên thứ ba, có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, do quốc gia này có quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga. Trước đó một ngày, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hội nghị hòa bình thứ hai sẽ không diễn ra vào tháng 11 tại Kiev như dự kiến. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng việc đạt được hòa bình thực sự ở Ukraine sẽ là điều bất khả thi nếu không đảm bảo rằng Ukraine giữ vị thế trung lập và không liên kết. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng phương Tây đang thảo luận một phương án cho phép Ukraine có thể gia nhập NATO. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky, sau khi bị Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối cuộc gặp, đã quyết định đến thăm Berlin và khai trình trước Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã quyết định hoãn một trong những chuyến công du cuối cùng của ông với tư cách là nguyên thủ quốc gia tới Đức và Angola do cơn bão Milton. Các nguồn tin riêng cho biết, ông Biden đã lên kế hoạch đến thăm căn cứ quân sự Ramstein ở Đức, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm liên lạc về cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết ông vẫn có ý định thăm Đức và Angola, thế nhưng vào thời điểm khác. Ngay sau đó, có thông tin đưa rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ bị hoãn lại để ông Biden có thể tham dự. Vào ngày 12 tháng 10, ông Zelensky sẽ đến Berlin và gặp Thủ tướng Olaf Scholz tại văn phòng chính phủ. Ông Zelensky muốn trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Thủ tướng Đức. Ngoài ra, theo tờ báo, ông Zelensky cũng có kế hoạch gặp Tổng thống Đức. Trước đó, trên kênh Telegram của mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Ukraine hoàn toàn sẵn sàng. Vào tháng 8, ông lập luận rằng kế hoạch này cũng bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga khi bình luận về phát ngôn của ông Zelensky đã lưu ý rằng Moscow nhận thức được bản chất của chế độ Kiev, tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra. Ngày 9 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu lần thứ 3 đã diễn ra tại Dubrovnik, Croatia. Hội nghị được tổ chức nhằm thể hiện sự đoàn kết của các nước Đông Nam Âu với Ukraine trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ và bộ trưởng ngoại giao các nước khu vực Đông Nam Âu như Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Moldova, Bắc Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về các biện pháp giải quyết các thách thức và an ninh trong khu vực, việc thực hiện kế hoạch hòa bình của Ukraine và quá trình nước này gia nhập Liên minh châu Âu-EU, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết châu Âu. Do vậy, các tiến trình hội nhập đã bắt đầu phải đạt được kết quả. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước Đông Nam Âu tham gia vào tiến trình hòa bình, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch hòa bình của ông bao gồm các điều kiện cần phải được đáp ứng để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu tại Dubrovnik đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Croatia. Quốc gia đã cung cấp viện trợ quân sự khoảng 300 triệu euro cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh theo định dạng này lần đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp vào tháng 8 năm 2023 và sau đó là tại Albania vào tháng 2 năm 2024. Các hội nghị đã quy tụ các nhà lãnh đạo từ Ukraine và các nước trong khu vực Đông Nam Âu. Tiếp tục với những diễn biến nóng xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, báo New York Times ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam dẫn nguồn thạo tin khẳng định Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gây quỹ được hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống hồi cuối tháng 7. Con số này bao gồm nguồn tiền đổ về trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của bà Harris và các ủy ban liên kết của Đảng Dân Chủ, bao gồm Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Việc chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc hai chính đảng trong những năm gần đây cán mốc gây quỹ hơn 1 tỷ đô la Mỹ là không hiếm. Trong quá khứ, cả đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều đã kêu gọi được 1 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn vận động tranh cử năm 2020. Tuy nhiên, con số trên là thành quả của quá trình vận động dài hơi, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm của hai ứng cử viên. Còn đối với bà Harris, bà chỉ tốn 80 ngày để có 1 tỷ đô la Mỹ. Ấn tượng hơn, đối thủ của bà, ông Donald Trump, vẫn chưa thể cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ dù đã tuyên bố ứng cử Tổng thống từ tháng 11 năm 2022.
Theo thống kê, tổng số tiền ông Trump gây quỹ được từ đầu năm 2024 đến nay mới chỉ dừng ở mức 853 triệu đô la Mỹ. Hiện, chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa công bố số tiền gây quỹ được trong tháng 9. Tuy vậy, nhiều thành viên cấp cao trong bộ sậu của ứng viên Đảng Dân Chủ lo ngại kết quả khá khả quan sẽ khiến nhiều tài trợ chủ quan và ngừng dốc kho bao. Theo pháp luật, bà Harris sẽ phải nộp báo cáo chính xác về việc gây quỹ trong tháng 9, trong nửa cuối tháng 10. Do đó, thông báo chính thức về việc gây quỹ đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ sẽ sớm được đưa ra. Thưa quý vị, sau khi quét qua khu vực duyên hải Caribe của Mexico gây thiệt hại, vào sáng nay theo giờ Việt Nam, bão Milton đã đổ bộ vào bờ biển Florida với gió mạnh kèm theo mưa lớn, đe dọa đến tính mạng của người dân. Đây cũng là nơi vừa hứng chịu trận siêu bão Helena cách đây 2 tuần, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đổ bộ vào khu vực đông dân cư Sieta Key vào 8 giờ tối qua theo giờ địa phương, khi đang ở cấp độ 3 với sức gió 205 km/h. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong và suy yếu thành cấp độ 2 với sức gió 175 km/h khi tâm bão cách thành phố Sarasota khoảng 30 km về phía đông bắc. Bão đã khiến hơn 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện, khoảng 125 ngôi nhà bị phá hủy trước khi bão đổ bộ, nhưng hiện chưa có báo cáo thương vong. Trước đó, các sân bay ở thành phố Tampa và Sarasota đã phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Thống đốc bang Florida kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Dự báo, bão sẽ tiếp tục quét qua các vùng ở sâu trong đất liền của bán đảo Florida trước khi ra ngoài Đại Tây Dương, sau đó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đây là cơn bão lớn thứ hai đổ bộ vào Florida và các vùng khác ở đông nam nước Mỹ chỉ trong 2 tuần qua, sau siêu bão Helene khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Từ đầu năm nay, giới chuyên gia đã dự báo mùa bão nhiệt đới năm nay sẽ mạnh hơn trung bình các năm và hầu hết các cơn bão lớn sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển lục địa của Mỹ và vùng Caribe. Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Ukraine Alexander Dubinsky cho biết bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần phải đưa ra quyết định bắt đầu đàm phán với Nga. Không ai đưa ra chỉ dẫn cho ông Zelensky về các cuộc đàm phán như vậy, ngoại trừ chính ông ấy. Thực tế sẽ không ai muốn đảm nhận trách nhiệm chính trị như vậy. Ông Zelensky phải tự mình đưa ra quyết định này. Theo ông Dubinsky, Ukraine đã phải đối mặt với một tình thế khó khăn trên chiến trường, trong đó nền kinh tế, hệ thống quân dịch và tổ hợp công nghiệp quân sự của đất nước đã không thể làm nên điều kỳ diệu. Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã đưa ra sáng kiến giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Ukraine, mà theo đó Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân Ukraine rút lui khỏi lãnh thổ các khu vực mới xác nhập vào Nga. Ngoài ra, ông nói thêm rằng Kiev cần phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập vào NATO, đồng thời thực hiện phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, cũng như chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết, không có hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk, ông Putin cũng kêu gọi sẽ không thể đàm phán với những người tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov sau đó đã tuyên bố rằng các đề xuất hòa bình của Moscow về giải quyết vấn đề Ukraine mà Tổng thống Putin nêu ra vẫn chưa bị hủy bỏ. Thế nhưng ở giai đoạn này có tính đến hành động tấn công Kursk, Nga sẽ không thể đàm phán với Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.